Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ thi ăn sữa chua. Kiệt, chú cảm thấy video này như thế nào? Sữa chua rất là ngon các bạn nhé. Em ăn luôn. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để vào chung kết các bạn nhá. Còn nói là sữa chua này là ngon như sữa chua. Video này rất là thú vị, hãy chờ xem chúng tôi. Và tôi sẽ là người vô địch. Tôi sẽ vô địch cuộc thi này. Sẽ cố gắng ăn thật nhiều nhất để tôi sẽ lấy được giải thưởng và tôi sẽ là Free Fire. Có gì để mà cười. Vâng, đó là những lời chia sẻ vừa qua của các em đó. Và bên đây các chú cần bốc thăm để chọn ra đối thủ của riêng mình. Đã bốc thăm đi. Vâng, như trên màn hình các bạn đã nhìn thấy, đó chính là ba đối thủ đầu tiên sẽ gặp nhau. Và các chú đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, và ngay sau đây chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của em Văn Văn. Chú cảm thấy như nào về hai đối thủ này? Tôi rất có tiềm năng vô địch. Tôi thấy hai đối thủ này bé hơn tôi có khả năng vô địch hơn. Kiệt, chú hãy cho tôi thấy khát khao vào chung kết của chú nào. Tôi cảm thấy hai đối thủ này rất nặng ký nha các bạn. Tôi sẽ cố gắng vào chung kết. Ok, và tất cả chú đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Các chú có 5 phút để ăn hết 3 hộp sữa chua này. Chỉ có 5 phút, xin nhắc lại là như vậy. Các em cố lên không? Cố lên, hay gắt hai người chơi không? Bạn đi quần áo ăn xong một hộp lá, tiếp theo lại đến hộp thứ 2. Lấy tiền đập lại. Vâng, con mèo đã hút xong 2 hộp. Vâng, anh ấy đang lôi hai về cái vỏ hộp. Vâng, bạn nha, tôi cảm thấy thí sinh Quân là sắp đã ăn xong rồi. Các chú mẹ ăn sạch hết cho anh nhá, không được để lại tí nào cả, sạch không à? Các bạn nhà em nào ăn sạch nhất thì mới được tính luôn. Vâng, mặt anh ta hút rất nhiều và mặt rất bẩn. Cố lên bạn này. Cố lên. Mặt bắn rất nhiều. Bây giờ đây tôi sẽ kiểm tra bạn. Ok bạn nhá, thí sinh Kiệt là em đấy vẫn chưa ăn xong một hộp. Ôi trời ơi. Kiệt hãy cho tôi biết là lý do tại sao cậu lại ăn chậm như thế không? Tôi cảm thấy sữa chua này không thích hợp với món ăn của tôi các bạn. Okay. Ok bạn nha, trước khi thi đấu thì em Kiệt có chia sẻ là bụng em đấy gọi là không được tốt. Vì vậy em đấy phải ăn sữa chua này để cho bụng nó tốt hơn các bạn nha. Sữa chua này thì theo tư tôi được biết thì rất tốt cho đường tiêu hóa các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra em Quân và em Văn nha. Xem ai sẽ người ăn sạch nhất các bạn nha. Đây là ba hộp của em Quân. Ok bạn nha, tôi cảm thấy em Văn là ăn sạch hơn. Quân có đồng ý không? Rồi nha các bạn, trong phần thi này tôi sẽ gọi là bình chọn để cho em Quân hoặc em Văn vào trận chung kết và tôi chọn em Văn Mèo. Ok, và Kiệt chú chọn ai? Em Văn. Và luôn em đã chọn nào? Anh Quân ạ. Ok bạn nha, vì vậy là bảo chú chọn ai? Tôi chọn anh Quân nha các bạn nha. Ok bạn nha, vừa rồi là có hai phiếu bình chọn cho nhau là tỷ số đang là 2-2, vì vậy tôi sẽ bốc thăm bạn nha. Nào Kiệt chú bốc thăm đây. Vận may sẽ chọn với ai nào? Văn Mèo. Ôi thằng ba ơi. Ôi. Ok bạn, vậy là người chiến thắng đó chính là em Văn. Sao quả rất cảm ơn Quân đã đến trong đây tham dự video này. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đấu số 2. Hải, cậu muốn chia sẻ điều gì không? Tôi sẽ cố gắng thắng trong phần thi này, chấm hết. Chơi game tôi có thể đánh, cái này tôi không thể thua được. Mấy cuộc thi này thì nó dành cho tôi và tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng các bạn nhé. Ok bạn nhé, đó là lời chia sẻ của ba em đó. Và các chú đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Để tay sau gáy đi nào, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ok bạn nha, trong phần thi này tôi xin được nhắc lại là các em nó có 5 phút để ăn hết 3 hộp sữa chua ngay trước mặt mình. Và ai là người ăn sạch nhất thì sẽ giành chiến thắng nhé, tôi sẽ không nói gì nữa. Văn, cậu cảm thấy như nào về ba thí sinh này? Tôi cảm thấy thí sinh luôn chết thắng tại vì thí sinh luôn rất là dâu. Ok bạn nhé, tất cả ba thí sinh đã hoàn thành, các cậu đã chắc chắn là mình đã hoàn thành chưa? Sạch 100%. Ok bạn, chờ biết nào. Thời gian đã kết thúc cả nha, thời gian đã kết thúc. Và bây giờ tôi sẽ đánh giá cho từng các em một. Hải, nếu cậu được vào chung kết, cậu thấy mình có xứng đáng không? Tôi thấy bản thân tôi rất xứng đáng. Ok, còn Luân, cậu có thể bà thấy bản thân mình xứng đáng khi vào trận chung kết không? Em thấy là bản thân em là không có gì bản cãi á, quá là dễ luôn. Ok bạn nha, con bảo. Ok bạn nha, trong phần thi này tôi lại bỏ phiếu tiếp bạn nha. Hơi khó khăn nhưng mà tôi nghĩ là
Bây sẽ chơi bốc thăm đi, các cậu đồng ý không? Ok, bốc thăm. Rồi nhé các bạn, trên tay tôi là 3 lá phiếu bốc thăm tương đương với 3 số thứ tự của các em nó. Đây. Và bên đây sẽ bốc thăm. Kể này Phan bốc đi. Hãy chọn ra người may mắn nhất. Nào. Số 3 phải xem nhìn nhá. Số 3. Ok bạn ơi, đây là số 5, vì vậy em bảo sẽ vào trận chung kê. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ với chung kê. Rồi nhé các bạn, trong phần thi này thì hai người chơi sẽ không được dùng tay các bạn nha. Các em nó sẽ phần nhờ đến sự trợ giúp của hai người bên cạnh. Luôn cậu nhiệt tình giúp đỡ bạn Văn của mình không? Có, sẽ bỏ cho bạn Văn nhẹ chơi thôi nha bạn nhá. Còn Kiệt chú có nhiệt tình giúp đỡ Bảo không? Tôi sẽ dùng hết khả năng cho Bảo để giành chiến thắng. Tất cả người chơi sẵn sàng chưa? Sao? Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi nhé các bạn nhé, trong phần thi này các em nó có 5 phút thôi ấy. 5 phút. Và hai người chơi sẽ được bón các bạn nha, sẽ được bón cho ăn vào mồm như em bé luôn. Không được sử dụng tay. Luôn cậu phải dùng tia để chúc cho bạn. Không được dùng thế. Nhanh lên, dùng tia chúc cho bạn. Nào hai người chơi này. Nào. Không được đầu hàng nào. Nhanh lên, các chú có 5 phút thôi, cố lên. Phải chiến thắng bản thân mình chứ. Phải chiến thắng những gì mà gọi là người chơi khác đặt ra cho mình chứ. Cố lên, phải chiến thắng, không được từ bỏ. Trong cuộc sống cũng thế thôi, các chú phải chiến thắng những gọi là thử thách mà cuộc sống đưa cho bản thân mình chứ. Đây là một thử thách rất là nhỏ mà các chú không vượt qua được thì các chú nghĩ gì khi mình sẽ làm gì trong tương lai? Chú không làm thế. 1 phút đã trôi qua bạn nha, vậy là không được dùng tay, các chú khóa tay làm sao? Không được dùng tay. Cố lên. Hãy trợ giúp người chơi mình một cách rất là nghiêm túc đi. Cười. Đổ hết ra ngoài ăn lẩn thôi. Không được dùng tay. Cố lên, không được dùng tay nào. Cố lên các chú. Cố lên. Ôi giời, tao phải phải ăn. Luôn phải bón nghiêm túc cho bạn chứ. Luôn phải bón nghiêm túc cho bạn nào. Nào, thôi giúp bạn mình giành chiến thắng đi. Bởi thế nào đó rồi, đứng 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 bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc các. Tháo luôn à? Tháo luôn. Cái chiều. Cố lên nào. Cố lên nào. Ok bạn nhé, vậy là thời gian đã kết thúc và người chiến thắng đó chính là em Bảo. Chúc mừng anh em, chào chào vỗ tay nào. Rồi nhé các bạn nhé, cuộc thi ăn sữa chua của tôi đã kết thúc. Tất cả các bạn đã xem đến phần này và hẹn lại các bạn ở video sau. Yeah.